Thank you.
chị dành để cho chị thôi. Đấy. Bán sổ, bán xả, bán kinh nghiệm cho bà con nào. Thứ nhất trong buổi trải ngày hôm nay nào. Quần áo lắm sai rồi. Thầy Pháp rồi. Anh ơi. Cân 12.000 ạ. Đấy là quả đực đấy.
cái này cần một gì? Ôi, thế hôm nay hết sớm quá. Bán rẻ cả hết. Rẻ cái gì? Có một hai người chị ơi, một lạng có một hai người. Một cân 4.000, 4.000, 5.000. Chưa ăn được, tí đấy. Chưa ăn được. Thank you.
Thank you.
Thank you.